Có ai không? Có ai không? Cứu con tôi với! Trung ơi! Trung ơi! Trung! Mẹ! Mẹ ơi, mẹ mệt sao hả mẹ? Mẹ có mệt gì đâu. Là mẹ bắt con bé phải nói thế để gọi con về đấy. Cả buổi nay mẹ nghĩ đến chuyện của hai đứa mà mẹ thấy buồn lắm. Thằng Dũng là con trai mẹ, nó như thế nào mẹ biết. Con như thế nào mẹ lại càng biết. Có ông trời chứng giám, mẹ thương con hơn cả con ruột đấy chứ. Lần này mẹ biết là thằng Dũng nó sai. Nhưng sai thì phải sửa con ạ. Chứ ngần này tuổi đầu còn lý gì là sao. Còn thằng Trung nữa chứ, con có nghĩ đến nó không? Con có nghĩ đến mẹ không? Mẹ, anh Dũng không thay đổi được đâu mẹ. Con cũng đã cố gắng, nhưng giờ con không chịu được nữa. Giận thì cứ nói cho nó hả. Nhưng đừng quyết định vội vàng con ạ. Alo, vâng, tôi Hương đây ạ. Ai đây ạ? Cái gì? Thằng Trung á? Sao? Thằng Trung bị làm sao? Hả con? Mẹ ơi, Thằng Trung cấp cứu ở bệnh viện. Con phải vào với nó mẹ ạ. Ôi trời ơi. Con ơi. Chúng sẽ không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu đúng không? Tất cả là lỗi của em. Là lỗi của em. Linh. Tất cả là tại Linh. Em. Linh, bình tĩnh đi. Anh bảo em bình tĩnh cơ mà. Linh. Cái gì thế này? Anh... Thằng Trung nó bị làm sao rồi? Trung nó đã cấp cứu ở trong. Nó làm sao mà phải cấp cứu? Nó làm sao? Tôi hỏi anh, con trai tôi nó làm sao hả? Hương, nó bị tai nạn. Còn nó bị ô tô đâm. Hương, cô. Hương. Cô ơi. Hương. Cô tỉnh lại đi. Hương. Cô ơi. Hương. Tại sao cơ quan công an lại có clip đó hả? Làm sao mà tôi biết được? Như anh thấy đấy, tôi đâu có copy clip của anh. Mày đang giở trò gì đấy hả? Chính mày đã xem qua đoạn clip đó. Chỉ có mày chứ không ai khác à? Nếu anh đã biết là như vậy rồi, còn hỏi tôi làm gì? Mày có biết lão Dũng đang truy lùng tao thế nào không? Hãy dừng lại đi, khốn nạn. Tên đã lên cung, đạn đã lên nòng. Nói dừng là dừng như thế nào? Mày yên tâm, trong vụ này anh chỉ bị liên đới thôi, không chết ở đâu mà sợ. Chết à? Tao mà chết thì mày cũng chết. Thằng chó. Chó. Anh yên tâm đi. Hiện tại lão Dũng đang ở trong bệnh viện chăm sóc thằng con trai bị tai nạn sống dở chết dở, chẳng có thời gian mà quan tâm đến anh đâu. Hương, nghe anh nói đã. Con nó vừa phẫu thuật, còn chưa tỉnh đâu. Anh cứ kệ tôi. Bác sĩ, con trai tôi thế nào? Phẫu thuật sao rồi hả bác sĩ? Là cậu thanh niên bị tai nạn chiều nay đúng không? Vâng. Cậu ấy bị đa chấn thương, đặc biệt chấn thương vùng kín rất nặng, gãy 4 xương sườn, chọc vào phổi, gây tràn máu, tràn khí màng phổi nghiêm trọng. Bác sĩ, con trai tôi sẽ không sao phải không ạ? Hiện giờ chúng tôi chưa thể nói gì, phải chờ xem quá trình hậu phẫu của cậu ấy như thế nào. Tôi xin phép.
Hương, em bình tĩnh đã. Con mình nhất định sẽ không sao đâu. Hôm nay phẫu thuật cũng toàn bác sĩ giỏi nhất mà. Rốt cuộc là có chuyện gì anh nói đi. Thực ra thì trên sinh mạng của con trai anh hãy thề là phải nói thật đi. Tôi là mẹ nó, tôi cũng phải được biết sự thật chứ. Anh không thể nói được gì à? Hả? Anh nói đi. Anh đã làm gì để thằng Trung nó bị tai nạn? Anh nói đi. Hả? Anh cô ơi, là lỗi của cháu. Linh, đi về đi. Tất cả là tại cháu. Tại cháu hết. Thế này là thế nào hả anh Dũng? Cô này là chính cháu là người đã gây ra tất cả chuyện này. Là lỗi của cháu. Vì cháu mà Trung. Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi cô. Cháu xin lỗi. Ok Linh. 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 Bệnh nhân không sao. Do thể chất yếu, lại kích động mạnh nên mới thế. Mang thai những tháng đầu bị ngất xỉu cũng là chuyện bình thường thôi. Alo, em đây. Em đang ở đâu đấy? Ở viện ạ. Hôm nay có nhiều chuyện quá. Sao thế? Sao không nói gì với anh? Có cần anh giúp gì không? Mọi việc bùng bét hết rồi anh ạ. Trung thì tai nạn, không biết thế nào. Cô chú đều khủng hoảng. Linh cũng đang nằm viện. Đều tại em cả. Lẽ ra nếu em nói sớm hơn thì mọi việc đã không đến nỗi này. Đừng nghĩ quẩn, em cũng phải lo cho mọi người mà. Em không có lỗi, anh đã nói rồi. Bí mật nào rồi cũng có ngày bại lộ. Ai rồi cũng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nhưng Trung thì có lỗi gì chứ? Anh biết không, em sợ lắm. Sợ lỡ Trung có làm sao. Anh biết không, sáng nay cậu ấy còn bảo em có muốn đi với cậu ấy không. Nếu em đi cùng, chắc cậu ấy sẽ không đến nỗi này. Bình tĩnh đã Hoài. Giờ mọi người đang rối, em phải bình tĩnh thì mới chăm sóc tốt được. Nhắn cho anh địa chỉ, lát anh qua luôn nhé. Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn anh ạ. Cô ơi, cô ăn gì để cháu mua cho cô ạ? Em cứ về nghỉ đi. Khi nào con tỉnh, anh sẽ báo. Anh đừng đụng vào tôi. Hoài, cô nhờ cháu chút việc. Dạ. Cháu về nhà xem bà thế nào. Nhân tiện lấy thêm cho cô ít đồ nhé. Vâng ạ. À, đừng để bà biết nhé. Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu về rồi cháu sẽ trở lại ngay. Ừ. Cháu xin phép ạ. Gì nữa? Anh ạ, hồi chiều bên công an kinh tế lại điện sang, thấy bảo đang có những bằng chứng bất lợi. Hay anh thử gọi lại ạ? Đừng nói bất cứ điều gì liên quan công việc vào lúc này. Vâng ạ. Khi xưa ta chung bước, mình bên nhau với những ước mơ và lời hẹn ước hôm nào cùng đi đến tận cuối trời. Dù cho thời gian mang theo vui buồn sóng tố sẽ luôn cản đường ta đi. Phút giây lặng im bối rối nói lời trái tim.
mưa rơi chiều nay, gửi lại bao nhớ thương bơi đầy. Vẫn còn ở như đâu đây, giận hờn chưa tan biến trong nụ cười, để rồi bao ngày tháng chẳng thể làm mình chia xa. Trở lại với nhau về từng phút giây yêu thương, những muộn phiền chỉ là dĩ vãng đầy vơi. Giờ đã đi xa xa rồi, chỉ cần hai ta mãi luôn nắm tay. Đường dài hôm nay vẫn còn bao khó khăn, bên nhau cùng sẽ chia bước qua thử thách tháng ngày. Tình yêu sẽ luôn nở bên dẫn lối con tim, để mỗi ngày mình lại gần nhau hơn nữa, chẳng thể chia xa. Trở lại bên nhau nói những ước mơ, mai luôn dành cho em ấm áp khi đông về, sang rộng vòng tay.